Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Healthy Care Kids Gold Meal do Healthy Care sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Healthy Care Kids Ghost Milk cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Healthy Care Kids Ghost Milk có thành phần là sữa viên nén, đường gluco, sữa D28%, lactose flavor, màu tự nhiên 172. Healthy Care Kids Gold Meal được bào chế dưới dạng viên nang. Healthy Care Kids Gold Meal mang lại cho người dùng công dụng bổ sung nguồn dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, axit béo thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt, cung cấp lượng canxi lớn hỗ trợ phát triển xương, răng chắc khỏe, dễ dàng tiêu hóa, không gây chứng táo bón hoặc nóng trong, dị ứng, thúc đẩy bé phát triển tốt, nhưng không lo bị béo phì, cải thiện tình trạng gầy yếu, suy nhược phục hồi sức khỏe sau đau ốm. Sản phẩm dùng cho các trường hợp không nên dùng cho trẻ dưới 2 tuổi, phù hợp với trẻ biếng ăn, còi cọc, chậm lớn, trẻ cần bổ sung dinh dưỡng lành mạnh. Trẻ bị dị ứng với sữa bò, không dung nạp lactose, trẻ không thích uống sữa, nhưng lại thích ăn kẹo, vị sô-cô-la hay vani, người lớn bận rộn, suy nhược, thiếu chất. Sản phẩm Healthy Care Kids Gold Milk được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Healthy Care Kids Gold Milk được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, sử dụng từ 4 đến 10 viên tùy vào thể trạng và độ tuổi, uống cùng hoặc sau bữa ăn đều được. Chống chỉ định khi sử dụng Healthy Care Kids Gold Milk, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng Healthy Care Kids Gold Milk, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Healthy Care Kids Gold Meal, đồng thời biết cách sử dụng Healthy Care Kids Gold Meal sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham